Nhân chuyến công tác tại Đồng Nai, chiều qua đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn công tác báo Nhân dân đã đến thăm và làm việc với báo Đồng Nai. Dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh đã trao đổi với ban biên tập báo Đồng Nai và đội ngũ cán bộ quản lý những kinh nghiệm quý báu của báo Nhân dân trong quá trình đổi mới phục vụ nhiệm vụ chính trị và bạn đọc. Theo đồng chí Lê Quốc Minh, báo chí phải luôn mạnh dạn tìm tòi và đổi mới từ nội dung đến hình thức, đặc biệt trong thời buổi hiện nay phải có sự kết hợp giữa nội dung và công nghệ để tiếp cận bạn đọc một cách nhanh chóng, chính xác và hấp dẫn. Báo Đảng phải luôn hoàn thành tốt vai trò chủ lực trong định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.